Em chào anh chia sẻ cho em cách điều trị gà bị trúng độc lấm mốc với ạ. Em cảm ơn. Khó hết đâu. Với cái câu hỏi này ấy thì là một trong những câu hỏi xoắn não, thì tôi sẽ trả lời như sau. Trong trường hợp mà con gà của chúng ta nó bị triệu chứng của cái việc trúng độc ấy, trúng độc nấm mốc này, tôi gọi là trúng độc nấm mốc. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau trong trường hợp này này. Đầu tiên, bước số 1 đấy, chúng ta sẽ sử dụng siêu giải độc gan thận. Sử dụng siêu giải độc gan thận cộng với là giấm gạo. Tại sao lại sử dụng giấm gạo? Tại vì tôi thấy rất nhiều người học theo tôi sử dụng giấm gạo để giải độc gan thận. Tuy nhiên ấy, lại đi mua cái giấm gạo có 3.000 nửa lít ấy. Cái loại giấm gạo mà tôi nói rằng là gì nhỉ? Giấm gạo hóa học đấy, đưa về có mà chết gà, đúng không? Chúng ta hãy mua cái loại giấm gạo ấy. Giá của nó nửa lít nó rơi vào khoảng tầm 13 đến 15 nghìn ấy. Đấy, mua cái loại xịn đấy của Trung Thành hoặc của Chim Su ấy, hoặc là của Ajinomoto ấy. Thì các bạn mua như vậy thì về sử dụng nhá, thì dùng siêu giải độc gan thận cộng với giấm gạo. Đấy là bước số 1 này. Rồi bước số 2 này, chúng ta sẽ sử dụng men hấp phụ nấm mốc. Men hấp phụ nấm mốc, tức là trên thị trường ấy, nó có những cái loại men khi mà cho con gà nó ăn hay con lợn nó ăn thì cái tế bào men đấy nó có tác dụng là trung hòa độc tố nấm mốc, thì các bạn có thể sử dụng cái loại men này cho con gà để cho nó hấp phụ hoàn toàn những cái mầm bệnh ở trên cơ thể của nó. Rồi ok nhá, cảm ơn bạn Nguyễn Thảo Linh đã đặt câu hỏi vô cùng xoắn não.